Xin chào bà con. Mình mới sửa được cái lò. Lỗi cho các bạn. Nó bị nghẹt nha các bạn. Mình lấy cây này mình chọt. Chọt. Ở trong này nó có cái lỗ các bạn. Để đây lên. Nó có cái lỗ nhỏ đâu đó có chút xíu à. Nó bị nghẹt nha. Mình chọt vô đây. Tại vì lâu ngày quá. Lâu ngày quá nó bị nghẹt nha các bạn. 17 năm rồi. Giờ mình mở lên cho bà con coi nha. Này cái nhỏ nhất. Đó. Lửa xanh đàng hoàng nha các bạn, lửa đỏ là hư rồi nha. Xem 17 năm rồi, bằng tuổi châu châu, trời cháy ngon ha. À. À, mình dùng quá chừng đồ luôn, mà cuối cùng mình định tháo ra luôn nhưng mà cuối cùng mình chỉ chọt thôi. Tháo ra ốc nó cũ quá rồi. Tháo ra sao nó ấy á. Này là kitchen ad đàng hoàng nha. Quá hay chảy đã. Nóng kinh khủng.